có một lời cảm ơn rất nhiều người, nhưng mà đặc biệt có hai người lấy xa xa, họ là bỏ hết mọi công việc ở đường xa. Em mời chị nói bao giờ? Đó là chị, anh chị chủ nhân của tiệm vàng Kim Mỹ ở tầng San Diego. Cảm ơn em ấy một, nhưng mà có mặt được là chúng tôi vui rồi, chúng tôi hạnh phúc lắm. Tại vì chị Tú Phương nói là rất là thân tình với anh chị nghệ sĩ, mà riêng với nhau thì có nhiều thân tình lắm đó. Mình không nói ra được ở đây phải không ạ? Một nhạc sĩ đã nói rằng là đường xa mang theo bao nhiêu tình ý. Lái xe xa mà quan trọng nhất là chị bỏ cái đêm rất là nhiều show ở tại San Diego và đến đây vì anh Cương bước vào tuổi 90. Một lần gặp là một lần khó, vì thế hôm nay xin được cảm ơn không phải chỉ có hai người này, mà cảm ơn tất cả quý vị đã dành đến một ngày, một đêm đặc biệt trong đời của anh Cương chắc không bao giờ quên được. Đặc biệt là một người đồng nghiệp, đó là nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, cũng sức khỏe cũng không phải là dồi dào lắm, nhưng mà nhạc sĩ đã có mặt ngày hôm nay, chân thành cảm ơn ông và cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một tiết mục đặc biệt nhé. Một người đã đến đây lâu rồi và sẽ hát một bài nhạc mà anh Cương yêu cầu trong phần 2. Đó là một bài nhạc mini classic được gọi là Nước Mắt Cung Đàn. Nếu nhạc sĩ Long Thương có một cái bài cho em Quân Trường Lộc được viết theo dạng bán cổ điển thì đây là ca khúc thuộc loại bán cổ điển. Cho nên là em muốn mời chị giới thiệu tiết mục kế tiếp. Ai sẽ là người hát bài này? Người hát bài này đó thì phải nói là mới xuất hiện nhiều trên lĩnh vực ca nhạc thôi, chứ thật ra cô đã là một người MC và người làm tin tức rất là hay, rất là giỏi và rất được yêu mến trên 30 năm rồi trong chương trình phát thanh phát hình của người Việt của chúng ta ở đây. Và cô lại cô làm nhiều việc quá, thành ra như họ không thể nào nhớ hết, nhưng mà phải mời cô lên đây để nói cô là bây giờ là hội viên của cô rất là đặc biệt thưa quý vị. Đây là cô Thôn Thanh Thảo đang là làm cho đài Việt Phát TV. Trước khi mà Thanh Thảo mời Thanh Thảo lên đây, đây là người em mà tôi đã biết từ 50 năm, từ những ngày học còn bé lắm. Và đặc biệt là năm 82, cô đã từng gặp rất nhiều giải hoa hậu và á hậu, quý vị, từ bên Canada rồi này, ở đây Long Beach đủ thứ nhất nơi. Xin chào cho tất cả một tràng pháo tay. Em cảm ơn chị Nguyên Hảo, em cảm ơn em Trung Quốc Đạo. Và Thanh Thảo rất là hân hạnh được đến đây góp ý nhé của nhạc sĩ Cọ Ngày Cưa cho em nói nhanh gọn về thực sự ấm của em. Thưa quý vị, Thanh Thảo đã làm việc trong ngành truyền thông điện tử ngữ, đặc biệt là truyền hình được 34 năm từ năm 1989, đã có viết báo Người Việt trọng nhất 6 năm, đã có làm các bài phát thanh. Kế đến là Thanh Thảo hiện nay là một cố vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, làm việc tại Merrill Lynch, đó là hai việc. Còn cái đam mê ca hát thì có từ lâu lắm rồi, đã đi theo học ca nhạc từ năm 1997, tức là trên 25 năm rồi. Hiện nay coach của Thanh Thảo là nhạc sĩ Vũ Quang Trung, và Thanh Thảo là thành viên hội đồng quản trị của dàn nhạc giao hưởng rất nổi tiếng ở đây, đó là dàn nhạc ở Sonic Symphony. Hiện nay họ đang chỉ diễn thường trực tại Silverstone Center Concert Hall. Đó là cái việc Thanh Thảo làm, nhưng mà ca hát thì là đam mê lắm, nhưng mà không còn giờ, cho nên bây giờ được hát nhạc của anh Cộng Bản Cương Thanh Thảo hạnh phúc lắm. Và mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm anh mới giao cho Thanh Thảo, chị giao cho Thanh Thảo được 2-3 tuần, chị còn hỏi hát được không? Mới giao cho mình đã thứ tư vừa rồi đến cái nhà của bác sĩ Dũng để dợt nhạc, cũng giờ thì thấy nhạc sĩ bằng lòng, cũng phải yên tâm một chút. Chứ còn lần đầu hát sợ. Vâng, thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Nước Mắt Trên Phím Đàn. Bài hát này trước năm 75 trên băng nhạc Tiến Quỳnh là nữ danh ca Thái Thành. Mà bây giờ thì tiếng hát này cũng là thuộc loại semi classic. Và cũng hao hao tiếng hát của chị Thái Thành ngày xa xưa. Cho nên như học nhiều. Anh cảm ơn chị rất nhiều và bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức.
Thank you.